đây là cái bơm tự hút nè các bạn, là cái bơm xu ở bên máy xăng á đó. Cái bơm này nói chung là nó xài nó rất là ok, nó xài êm hơn là cái bơm Nico với cái bơm Thái nữa, nó không bao giờ bị mất nước luôn các bạn. Đặc biệt là mình nên xài cây xà lan với cây sắt, tại vì cái lượng của xà lan với cây sắt là nó nằm ở dưới mực nước nó rất là thấp, chạy rất là dễ bị bọt nước khi mình sống, nó đánh dập dập á, từ nước ở ngoài sông đi vô là sẽ đi vô trong cái thùng thủy lực rồi mới đi qua bơm rồi mới đi vô máy, là nó sẽ tản nhiệt cái thằng thủy lực một cái luôn các bạn. Vậy là ở trong cái thùng đó là anh Hậu có chết đàn ông rồi trong trọng á. Chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh. Hiện tại mình đang có mặt tại Cần Thơ, chỗ xưởng Trắng Hưng để mà quay hạ thủy xà lan cho mọi người xem đây. Cái chiếc này thì có trọng tải là 200 tấn, chiều ngang là 6m, chiều dài là 28, chiều cao là 1m9 ha. Đặt máy là Mitsubishi S6B, 420 mã lực các bạn. Hộp số là 4 tua và chân dịch là 1m25. Chiếc này thì đóng vỏ toàn phần là 8 ly và được đóng là 45 ngày. Giao về Cần Thơ các bạn ơi. Thì nó cũng giống như là cái mẫu bữa hổm mình quay ha. Tại vì nguyên một lô luôn nè, nó đây đó là nguyên một lô luôn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi review ở ngoài trước cho mọi người xem, rồi chút xíu nữa là sẽ kiếm cái góc nào đẹp đẹp để mà quay hạ thủy ra đến cho mọi người ha. Đây thì hôm nay là ngày đẹp, bởi vì thường thường là ngày đẹp là bên hạ thủy người ta sẽ hạ thủy xà lan các bạn, giống như là lựa một cái ngày gì đó để mình ăn màn ăn phát đạt vậy đó. Đây thì bây giờ sẽ đi vòng vòng cho mọi người xem cái mẫu trước ha. Cầm mắt thì cầm mắt ít go như cũ, bên mẫu anh Hậu thì đóng mỗi ngày mỗi cái cách lên các bạn. Dòm thì nó cái chiếc tàu rất là len, cạn lường dòm nó rất là đã, chạy cạn thì nói chung là nó rất là ok luôn. Đây là mạng nước này. Bây giờ thì mình sẽ đi dài dài ra phía bên sau cho người xem cái chuyên dịch coi cái này có thay đổi gì không. Đây phao thì mà anh đã chuẩn bị vô sẵn hết trơn rồi, hạ thủy ở bên anh Hậu thì chỉ cần 3 cái phao thôi các bạn. Đây bây giờ mình sẽ đi ra nói làm sao ha. Ở trên chở hình như là đang chuẩn bị đợi máy hay gì đó các bạn ơi. Wow, chạy thử trên bờ luôn hả? Wow, đó. Hình như là vô số chạy thử trên bờ luôn các bạn. Quá đã. Chương trình này là 1 mét có bánh lái kìa. Chân dịch là 1m25 á. Anh hiện tại thì anh đang thử dàn bánh lái chân dịch cho nó ok hết trơn, tại vì xuống nước là mình sẽ chạy luôn ha. Chân dịch là 1m25 ba cánh chân dịch thao. Nên bây giờ thì chút xíu nữa anh sẽ vô số cho mọi người xem này. Chạy khô luôn. Đó, càng kìa. Quá đã. Chưa vô số ra. Mitsubishi S6B các bạn, 420 cv. Cái máy này nói chung cũng giữ trời lắm, để hồi mình lên mình quay cùng máy cho mọi người xem thử đó. Thôi rồi tắt máy luôn rồi. Hình như là nó còn nặng. Thôi viết chữ ok cho đó luôn kìa các bạn. Là lần đầu tiên mà xà lan bên anh Hậu là chạy thử trên bờ như thế này luôn nè. Thì nói chung là ở trên bờ là không có chạy nhiều nha các bạn, tại vì cái phần bố nó sẽ bị nóng á, nên mình chỉ chạy sơ sơ thôi, chứ máy là chưa có nước các bạn. Rồi xong rồi.
Vậy là nói chung là ảnh chỉ lăn bánh nhẹ một cái, đừng coi kiểm tra ổn định, coi coi lắp đang đồ nó có bị lỏng ốc lỏng gì không á. Thế thì phần ở dưới này, anh này anh đem nước xanh lên anh châm vô máy nữa nè. Đây là nước gót két ha, gót két gót két hả chú? Đó là tăng kiểu giống như là nước làm mát máy, nước là kêu bằng nước xanh nha các bạn. Ở bên anh em xà lan thường kêu bằng nước xanh. Cái nước đó thì nó chuyên dụng cho cái thùng nước ngọt của mình. Bây giờ mình sẽ đi lên chảnh cho mọi người xem anh châm vô nè. À, chào anh ha, chào anh thợ máy ha. Kêu trong khi quay của ngày tao quýnh rồi đó. Mấy bạn nhỏ à, bữa nay tao cho mày văn xong mưa như chiếc nhân nữa mà coi. Trời ơi, em bữa nay kêu anh đây bây giờ thì đi vô cho mọi người xem cái cục máy nè. Mitsubishi S6 B. Máy này có phẩm chạy đồ, nó né thằng kia coi, không cài thằng đi đi thầy á. Hả? Trời ơi trời ơi, em mà đi đâu? Đây nè, đây nè, bây giờ mình đi chui xuống dưới hầm máy cho mọi người coi kỹ hơn. Chứ cho mọi người coi cái bơm tự hút mà mình hay nói nè. Đây là cái bơm tự hút nè các bạn, là cái bơm xu ở bên máy xăng á. Đó. Cái bơm này nói chung là nó xài nó rất là ok, nó xài êm hơn là cái bơm Nitco với cái bơm Thái nữa. Nó không bao giờ bị mắc nước luôn các bạn. Đặc biệt là mình nên xài cho xà lan với ghe sắt. Tại vì cái lượng của xà lan với ghe sắt là nó nằm ở dưới mặt nước nó rất là thấp, chạy rất là dễ bị bọt nước khi mình sống nó đánh dập á. Cái bơm này giá tiền thì nó tầm khoảng 700-800 ngàn một cái à. Còn ngoại hình máy này, ôi ôi, cái phần chụp bơ đây các bạn. Máy này là máy nghĩa địa ha, máy nghĩa địa nhập về rồi ảnh gáp vô trong máy luôn. Quá trời, cục này giữ trời rồi. Phần cấp đề này, hộp số thì 135A4 tua, hộp số Trung Quốc. Tại vì hộp số Trung Quốc là cái lá bố nó rất là bự các bạn, bởi vì anh em rất là thích xài. Còn hộp số Nhật thì cái lá bố nó nhỏ, nó bị bắt bố, nó không tốt bằng thằng này. Nhưng mà thằng này thì nó vô số chậm hơn bên thằng Nhật ha. Cái này thì độ chảy của nó là tầm khoảng 4 giây. Là khi mình gạt cái cặn ở trên chảy là đỡ nhớt, nó bơm với nó bắt bố là tầm khoảng 4 giây các bạn. Ở ngoài sau thì xài bao tử ha. Ở bên xà lan thì người ta sẽ không xài cặt lăn, tại vì là cái nền máy bằng sắt nên nó không có bị lúng các bạn. Là khỏi cần xài cặt lăn, người ta sẽ đấu cùi tô thẳng như cùi tô luôn. Còn xài cặt lăn thì chỉ ở bên ghe thôi. Ở bên ghe thì bắt buộc phải xài cặt lăn, tại vì nhiều khi mà cây nó lâu ngày lâu năm nó bị lúng xuống á, thì nó sẽ bị chênh lệch một chút xíu, bởi vì mình phải xài cặt lăn để không thôi nó giặt ghe dữ lắm. Cái phần bô e bô gió quá sạch sẽ luôn trời. Ở đây thì có thêm một cái bô nhúng à, để khi mà mình máy mình chạy á, nó bị gung, với thêm một cái nữa là khi mình tháo bô, lắp bô đồ nó rất là dễ các bạn. Còn bên đây là cái thùng nhớt thi lực này. Thùng này là do anh Hậu anh chế ha. Cái tơi là cái tơi chỉnh nặng nhẹ đó các bạn, chỉnh nặng nhẹ của thi lực đó. Wow, còn cái này là cái thùng thủy lực này là nó vừa nó tản nhiệt ở trong luôn các bạn. Các bạn kiểu giống như là nó sẽ có nước đi vô chổng nè. Nè, hút nước từ ngoài sông vô luôn nè. Đó thì từ nước ở ngoài sông đi vô là sẽ đi vô trong cái thùng thủy lực rồi mới đi qua bơm rồi mới đi vô máy. Là nó sẽ tản nhiệt cái thằng thủy lực một cái luôn các bạn. Vậy là ở trong cái thùng đó là anh Hậu có chết đàn ông nào trong chổng á. Ở bên đây thì đây hệ thống thi lực. Cái này là bơm lá bài phải không anh? 36 lít hay vậy? Nói cho anh nói đại đi. Bơm đó là 36 lít bơm lá bài nha các bạn. Còn đây là cái thùng nước ngọt này. Nước xanh hồi nãy mới vừa châm vô. Ây da, cứng vậy nè, nước xanh nè. Quá đẹp cái cục máy. Đó, bây giờ thì anh châm nước xanh vô nữa ha. Để chút xíu nó xuống là anh chạy luôn đó. Đây bây giờ thì mình sẽ trèo lên trên để mà cho mọi người xem cái dàn hệ thống thi lực nè. Ổ ga, ổ số nói chung là nó rất là gọn đẹp luôn các bạn. Rất là tuyệt vời.
Đây thì bên bển có em gái mấy áo trắng đi, đó là em Mai ha. Có cái kênh YouTube là Mai Khanh TKB đó các bạn. Mọi người nào mà có xem được video này thì vô ủng hộ em ấy với ha. Cái đường link của cái kênh thì mình sẽ dán ở dưới phần mô tả bình luận á. Wow, cái hầm hàng phải nói đúng chắc luôn. Nói chung là bên anh Hậu đóng thì cái hầm hàng này nói chung với cái đó, cái mà mình chở hàng thì các bạn khỏi phải lo rồi. Tại vì anh Hậu anh lắng, thường thường là anh sẽ thúc mũi thúc đáy cho nó tuyệt đối luôn các bạn. Để mà anh chở lúa chở gạo rồi cho nó đạt chuẩn. Chiếc này hình như là của bên Đại Tài hay gì nè. Anh em nào mà ở dưới dùng thốt nốt thì dòm chiếc này chắc cũng quen ha. Chừng nữa sẽ gặp hoài luôn á. Tại vì chiếc này sẽ giao về thốt nốt Cần Thơ các bạn. Ở bên đường Bon thì anh Hậu có lắng ra nhưng mà vẫn đầy đủ cái đường để mình đi luôn nè. Bây giờ mình sẽ đi ra phía chiếc mũi cho mọi người xem ha. Chiếc này thì hiện tại là chưa có bạc lô. Chiếc này hiện tại là chưa có bạc lùa nha các bạn. Nhưng mà cái phần đó mình nghĩ là chắc chắn là sẽ có làm sao đó. Đây là cái phần dai mũi này. Thì cái cách thức hạ hậu, hạ thủy ở bên anh Hậu là anh sẽ bơm phao rồi chút xíu nó là anh sẽ buộc một cái cọng dây vô cái chỗ bít này. Buộc một cái cọng dây vô trong chỗ bít rồi chắc anh buộc lên trên cây cột trên chỗn quá. Rồi anh bơm phao đầu cho cái đít hạ xuống là coi cho nó có cái độ dốc. Rồi ngoài này là sẽ có một anh cầm cái cây dao, anh chặt một cái là nó xuống nước rất là nhanh các bạn. Rồi có mấy anh em đứng ở dưới mũi đẩy phụ một cái nữa. Đó giờ quá đã các bạn. Chiếc này thì cái giá thành mình chắc nếu mà xong xuôi hết chân thì nó tầm khoảng 1 tỷ 8 đến 2 tỷ quá các bạn ơi. Tại vì cái giá chính xác thì mình không dám báo cho mọi người xem. Tại vì giá nó lên xuống thường lắm. Nhiều khi là mình báo bữa nay 1 tỷ 8, có thể là ngày mai nó lên 1 tỷ 9 không chừng nữa. Bởi vì có gì thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp đến anh chị sửa nha. Rồi cách thức đóng như thế nào á, sơn máy rồi tôn máy á, thì nó sẽ khác nhau hoàn toàn các bạn. Rồi sơn nó sơn máy lớp nữa. Thường thường nhận đóng thì thường thường người ta sẽ đóng gia công là 1 ký hình như là 5 ngàn hay vậy đó. Còn máy móc thì mình tự đặt. Mình muốn đặt máy gì mình đặt các bạn. Giấy tờ thì ở bên chủ xưởng lo ha. Giờ như là anh chuẩn bị đời máy thêm cái nữa hay gì ta. Thấy anh nhìn đó không biết có không ạ. Combo thì anh thiết kế ở bên đây. Còn bên đây thì anh hàn thêm một cái gờ chắn nước nè. Để mà cho nước là nó không có lọt vô trong cái phần ở ngoài sau cabin luôn ha. Cái này thì nó tương tự giống như là cái dàn xài ghe vậy các bạn. Đó. Toàn bộ khu vực ngoài sau là cái chỗ để mà mình ăn ngủ với mình sinh hoạt ở ngoài sau luôn. Wow, chiếc này quá đẹp luôn các bạn. Thì qua video này cũng xin chúc anh chủ mà ăn phát đạt luôn ha. Rồi qua năm sau thì mình có thể đóng thêm nhiều chiếc khác, nhiều chiếc bự hơn nữa. Dàn hệ thống chằng môi này, anh có đi thêm một cái lớp chống nóng ở trên nè các bạn. Ở phía mà sau dàn xài thì rất là rộng rãi để mà mình sinh hoạt. Bây giờ thì anh đang câu cái cọng dây tắt máy đó là xong rồi này. Đây đứng nãy giờ quay hoài kìa. Nói chung rất là nỗ lực luôn các bạn. Nên mọi người nào thấy mến này máy thì cứ vô cái kênh ủng hộ máy với ha. Cái kênh YouTube là Mai Khanh TKB á. Đó quay đó nói chuyện đó. Đây thì bây giờ thì ở dưới đã bắt đầu nhộn nhịp rồi các bạn. Ở dưới bắt đầu giờ ghe giờ cổ ra hết trơn ha. Đây, bây giờ thì do ở dưới này thì hiện tại được ghe lúa ghe cổ được rất là đông đúc luôn các bạn. Ở đây thì anh em đậu ở đây. Ủa mẹ ơi, cái bô hài gì ngộ rồi trời. Để mình đi qua coi một cái. Cái bô gì hàng đập chiêu ghê trời. Ủa cái bô hả? Mẹ ơi đau đầu vậy. Cái bô gì cái. Không chứ mình nghĩ là ảnh chấm bon ở đây để mà ảnh hạ cái phần trên này được ok đó các bạn. Thì giống như là mình chịu lại để mình hạ cái dòng với mình mài á. Chứ hạ cái bô gì là mẹ. Đau đầu. Đây cục máy của đây cũng quyết dữ ha. Cái cục này chắc cũng cỡ là Mitsubishi S6 A3 quá. Mình đó cũng không gành đó các bạn ơi.
cái địa bên bãi này người ta chuẩn bị hạ thủy rồi đó, mình nên mình lựa trên đây là một cái góc đẹp nhất cho mọi người xem này. Ở dưới thì anh em đã bắt đầu giờ ghe ra để mà cho mình được rộng rãi cái khu vực để mà mình hạ thủy các bạn, chứ để mà khi xuống chiếc tàu mình xuống tự do thì những cái chiếc đậu dưới này mà đưa đít quá thì nó hơi nguy hiểm một chút ha. Cái chiếc dưới thì cũng 200 tấn mới vừa đóng xong của bên anh Hậu luôn. Dạ, trên đây thì còn rất là nhiều chiếc đang chuẩn bị đóng nè, thì chiếc nào hạ thủy đó mình cũng sẽ lại đây để mà quay hạ thủy cho mọi người xem, chứ cộng thêm một cái nữa là anh chạy thử đó các bạn, để họ coi coi thì không biết là chiếc này có chạy thử hay không nữa. Nếu mà có chạy thử thì mọi người nhớ đón chờ video sau của mình ha, tại vì mình tách biệt ra hai cái nào là chạy thử, cái nào là hạ thủy, thì cho mọi người dễ theo dõi và dễ coi đó các bạn. Đây thì bên bãi Trình Chảnh đã bắt đầu căng phao rồi nha các bạn. Đây, bây giờ chỉ cần bơm cái phao mũi anh Trình Chảnh chặt cái cọng dây nữa là rồi đó. Ở đây nó hơi bị phớt một cái nhành cây nên mọi người thông cảm như mình một chút xíu ha, tại vì mình sợ đi ngoài thấy nhành cây xuống thì mà hạ thủy xuống cái mình bấm máy quay không kịp luôn á. Ở Trình Chảnh thì chủ tàu với mấy anh mà đi theo tàu để mà kiểm tra máy móc thì đứng ở Trình Chảnh hết trơn các bạn, với anh cái anh thợ máy Trình Chảnh nữa. Bây giờ thì cho mọi người đứng ở dưới này điều tiết này, ở trong anh đứng ở dưới này điều tiết ha. Anh đứng dưới anh canh đó, là dưới mà có gia cọ gì đó anh sẽ phát tín hiệu cho mình biết. Thường thường là sẽ dòm khoảng cách xa xa rồi mới cho xuống các bạn. Không biết sẽ như thế nào đây. Thì anh xeo cái cục cây này ra chìm đâu vô ngay phao ác luôn trời. Đó bây giờ thì chạy đó các bạn. Bây giờ ra trước đẩy là giọt nè. Giờ mình đứng ngay cái góc này để mà canh cho mọi người xem này. Ở trên này thì anh Hậu đồ đứng ở trên này để mà canh ghe tiếp nè các bạn. Rồi đó, xuống rồi đó. Rồi rồi, lăn rồi nè các bạn. Nè, phao lăn rồi nè. Nè, máy ảnh trước đẩy kìa. Trời ơi, người ta đẩy xà lan các bạn. Ghê chưa, máy ảnh này ngoài giống như là siêu nhân Son Goku vậy các bạn. Đó, đang dùng phải nói là hết công lực mà trước để mà đẩy ra. Ơi, xuống rồi đó, xuống rồi đó, xuống rồi đó. Trời ơi. Trời ơi, mẹ ơi. Trời ơi, đã, mẹ ơi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Wow, quá đẹp, rất là nhanh ha. Nói chung là từ ở trên bờ khi mà cắt cánh một cái một là chưa được một phút nữa các bạn, tầm khoảng 30 giây à. Đó thì ở dưới chiếc tàu phải nói là có quán rất là đẹp ha. Thì thông qua cái video này thì mình cũng xin anh chủ là xin chúc anh chủ là mang phát đạt để năm tới mình đóng thêm nhiều chiếc nữa ha. Chứ cũng xin chúc cho anh Hậu thì càng ngày càng phát triển rồi đóng ra những thêm cái mấy cái mẫu tàu phải nói là chất lượng giờ nó nhức nách hơn nữa các bạn. Cái mẫu này hiện tại bên ảnh thì phải nói là nhức nách rồi. Bây giờ thì mấy anh em ở đây này, ai cũng đã nhìn lại cái sản phẩm của mình hết trơn nè ha. Một tháng 15 ngày các bạn, tổng cộng là 45 ngày là do chính mấy anh này mài công để mà ra được sản phẩm như thế này ha. Nó cũng xin chúc mấy anh thật nhiều sức khỏe để mà mình có thể đóng được những chiếc khác nó đỉnh hơn nữa các bạn. Đây bây giờ thì ở ngoài anh mới vừa đăng ra để mà chạy thử luôn nè các bạn. Wow, chạy dữ lắm mà, cái máy này chạy dữ lắm nha các bạn. Mitsubishi S6B 420 mã lực, hộp số 4 tua và chuyên dịch 1m25 3 cánh. Nói chung là 1m25 là chạy 200 tấn là vừa đó các bạn ơi. Hết sảy vào bẫy luôn các bạn. Và đây có lẽ là cái video của mình đến đây cũng xin tạm dừng. Hiện tại thì anh đang chạy ngoài để chút xíu nữa anh căn chỉnh máy móc, rồi chừng nào anh chạy thử là mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem ha. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình. Mọi người nếu mà để có chạy thử thì mọi người nhớ đón chờ video sau của mình nha. Hẹn các bạn ở clip sau.